cũng mãi. Đây lại là Isiki, đời lẽ sinh dương hai cầu luôn nha anh em. Con này thì hơi lạ, lần đầu tiên quay được nè. Lạ đây là do nhìn thấy cái ốp này nè, có chế hai khung sắt kìa, máy này không biết 3910TC rồi, lạ quá. Rồi đúng rồi, lần đầu tiên quay được 39 luôn anh em. 39 chạy sớ nha, còn 39 chạy quấn thì có quay được rồi. Đồng này đây, đồng Phú An, Phú Tân, An Giang, mang bánh bơ luôn. Đi thất nhất, cái này mới vô dòng quầy thái giạc đầu tiên à. Không biết có đấu không đây. 39 này thì máy ghiên nó là có tục bô nha, ba máy tục bô. Chà, kiểu này cũng hơi khó soi rồi nha, hình như không tục bô. Ở đây khả năng là máy đấu, cổ bô, cổ bô e nằm bên ha. Rồi coi chừng là C240 nó không chừng. Nói chung máy ghiên nó cũng cổ bô, cổ bô e nằm bên. Nhưng mà nếu bốn má thì là máy đấu. Đấu hay gì nè. C240 thì không có mặt gam. C240 thì vừa khung. Để coi con heo con máy. TC luôn ha. TC thì hình như chỉ có TC thì không có TA. 3510 nhưng cũng có TC nữa. Thú. Đâu có tục bô đâu phải không? Nhà ông bô ra thẳng mà. Bốn máy. Máy này lấp đỏ ta. Không biết máy gì luôn. Chạy cũng phải ghê anh em. Vô vòng 2 rồi đó. Đèn sáng sơn đỏ luôn. Máy này nhìn cổ bô, cổ bô e như Isuzu mà không biết sao cái lốp màu đỏ nè. Nãy quên ý heo. Heo Isuzu nó là heo diesel. Dàn này cái đèn mới dàn gì, cái sọ cũng nhỏ. Cái chừng dàn Siboga nữa. Ở đây một là Isuzu, hai là Siboga. Dàn cái đĩa. Ô này quá lớn. Bên bờ ba tắc. Hầu ghiên luôn đó. Ôi lớn ghê luôn á. Tài chạy cũng quá tỉnh luôn. Nó cổ bô cổ bê nằm bên nè. Isuzu á. Ba chín một không TC. Chiếc này thì mình gặp hoài à, mà gặp mấy lúc đi đắp bờ, cho nên không có quay kịp. Tới bây giờ mới có dịp là gặp chị sớ.
Đồ này phải còn được cái bugin nó mới đã. Ở đây hầu như là Isuzu là chưa gặp máy ghi luôn anh em. Ở đây máy đấu không à, cái xứ đấu máy mà tận dụng mấy con này nhỏ với sát nó nhẹ đó, gác lên đầu lớn chạy. Isuzu mà đầu đỏ thì nào giờ chưa gặp nha. Nè, đó là mà mặt gam luôn à. Ngay chân cái nọng nè. Thường là có đầu vàng với đầu đen. Có Isuzu 4000 hay 4200 gì nữa. Hôm trước mình có lên mình tìm thì có. Cái đời đó nó tem màu vàng. Cái số màu vàng á, tên số á. Ồ, này chạy quá đã luôn, không có miếng lúng. Đầu đỏ vàng xe đỏ. Có đổ hơi rồi, đổ hơi nhưng mà không có ra khói, đổ hơi mà ra khói nữa là mệt. Nhầm thứ tư rồi. Giờ cái xứ này là xứ bình bạch đi xứ gồ anh em. Máy cài lắc đác lay gai cũng về em chạy xớ với đắp bờ, còn lại toàn bộ là gùa với máy tay. Gùa ở đây giờ là đi dàn xớ nước không à, dàn xớ chuyền dây chứ không phải dàn xớ cắt đăng, không phải dàn xớ ra lê chuyền Google ra rồi đi sên á, đi học sên về sọc.